Chào các bạn, chúng ta đang chuẩn bị xem một trận đấu mà sẽ chiếm rất nhiều sự quan tâm từ phía các cổ động viên bóng đá khắp mọi nơi. Và chắc chắn là có cả của chúng tôi nữa. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay. Xin chào anh. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, tôi Kinaki sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đẹp mắt. Vâng, đó đúng là một điều thực sự tuyệt vời. Và với sức nóng của sân, chắc là chỉ có các đội đến làm khách ở đây có thể hiểu rõ nhất khi họ phải đối đầu với một lượng cổ động viên lớn và ở rất gần với các cầu thủ. Trận đấu mà chúng ta đã theo dõi là cuộc đối đầu giữa hai đội Chelsea và Real Madrid. Trước khi trận đấu này diễn ra khoảng 3 tiếng đồng hồ, thì bên ngoài sân vận động đã có khá nhiều các cổ động viên đội khách đã đến để cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ. Điều đó đã cho thấy được tình yêu mà họ dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Giới truyền thông thì Premier League luôn là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Xếp sau tiếp theo là các giải đấu La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1. David Alaba. Let's go. Goal. Tình huống chưa bóng vào trong.
Vinicius. Các cầu thủ cần chưa tập trung hơn. Cú sút xa khá tốt. Hướng va chạm giữa các cầu thủ. Chuyển vào trong. Dứt. Không được. Van Gogh. Một nỗ lực tuyệt vời, anh sẽ làm gì đây? Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Có mặt rất đúng lúc. Với một thế trận như thế này thì đội chủ nhà sẽ rất khó để có thể áp đặt được lối chơi theo cách mình muốn khi mà đội khách đang chơi quá kín kẽ và kỷ luật. Vinicius. Cơ hội. Rất nỗ lực. Cơ hội dứt điểm. Luka Modric. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Đường chuyền rất chính xác. Phối hợp khá đơn giản. Cản phá rất quyết liệt. Có nhiều thông tin cho rằng từ mùa giải năm sau, giải Ngoại hạng Anh sẽ được độc quyền bởi K cộng. Nhưng ngày hôm qua, tổng giám đốc của đài truyền hình Fastback, ông Phạm Nhật Trường đã khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào vào mùa giải năm sau khi mà Fastback sẽ độc quyền giải đấu này. Van Gogh. Marcelo. Van Gogh. Samuel. Dứt điểm đi. Không được. Vẫn còn. Trọng tài biên đã cam cờ báo bình vị. Hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Fastback để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và Anh Trọng. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi là cuộc đối đầu giữa hai đội Chelsea và Real Madrid. David Alaba. Alba. Rất tốt. Alba. Một đường chuyền bóng dài. Rất bình tĩnh.
tình huống chuyền bóng vào trong. Van Gaal cần phải phối hợp với đồng đội, không được rồi. David Alaba. Không được. Cơ hội tấn công. Tuấn Anh. Chuyền bóng cho đồng đội. Đưa cho khe. Không khí trên các khán đài đang rất đặc biệt. Samuel pha tập bóng rất tinh táo. Kante. Luka Modric gặp tình huống rất tốt. Luka Modric. Tình huống tấn công rất nguy hiểm và chỉ một chút nữa thôi thì đã có bàn thắng. Họ đang thấy được sự nguy hiểm của mình. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Với việc hoạt động rộng và liên tục chống cánh trên nhau, các tiền vệ đang tạo lên sức ép không nhỏ cho khung thành đối phương. Isco. Đường chuyền chuẩn xác. Isco. Ngoài kênh Fightback TV, các bạn có thể theo dõi trận đấu này trên kênh Fightback Cộng 1 hoặc Fightback Phong Cách với chất lượng hình ảnh rất sắc nét. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Không được, thi đấu rất nỗ lực, xoay chuyển trong một hệ thống phòng ngự và tung ra một cú dứt điểm. Và... cả cầu trường như đang vỡ hòa. Bàn thắng này có thể thay đổi hoàn toàn thế trận khi mà họ đang rất khát khao tìm kiếm thêm bàn thắng. Tình huống dứt điểm ban đầu là quá tuyệt vời, chọn vị trí rất tốt và cú dứt điểm cũng là rất hoàn hảo. Trận đấu đã trở về vạch xuất phát. Kante rất tốt, rất nỗ lực. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Vị trí sở trường của Luka Modric là vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên anh có thể đá tiền vệ công và hoạt động tốt ở hai cánh. Cầu thủ người Croatia này có điểm mạnh là những pha phất bóng dài, khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, di chuyển thông minh, ít va chạm.
Anh đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Tottenham Hotspur trong giai đoạn 2008-2012 và từ đó đến nay anh đang dần thể hiện được chỗ đứng của mình trong màu áo của kiền kiếm trắng Real Madrid. Chuyển vào trong. Dứt điểm đi. Không vào. Benzema, cầu thủ đang thi đấu rất hay và tạo ra không ít khó khăn cho thủ đối phương. Như vậy là trọng tài chính ông Howard Webb đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Quebec để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và Anh Trọng.